Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin bị tấn công đòn hiểm, Nguyễn Văn Thể mang nhân viên quèn ra đỡ đạn. Chuyện tranh giành chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy còn nhiều diễn biến rất phức tạp. Vừa có tin mật rằng Nguyễn Văn Thể đã về thay Trần Lưu Quang, thì ngay sau đó là báo chí đã phanh phui một kiện hàng có ghi tên ông bộ trưởng này. Theo báo chí thì đó là rượu vang, bánh cốm mà chè. Mà sao báo chí lại phải làm dùm beng và Bộ Giao thông Vận tải cứ cố tình chối bỏ vai trò của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đến như thế? Điều bất thường này hứa hẹn nó sẽ có những phức tạp về phía sau nếu phía tấn công tiếp tục khui ra những chuyện khác ngày một phức tạp hơn. Cho nhau vài chai rượu vàng hay vài thùng bia cùng với những đồ ăn mang tính quả biếu là việc làm chính đáng, thì tại sao ông Nguyễn Văn Thể lại không dám nhận? Chính hành động mờ ám này mà giới theo dõi tình hình chính trị tại Việt Nam đang đặt nghi vấn. Phải chăng những hàng hóa trong bao bì kia là những món hàng cấm? Nếu chỉ là rượu vang, bánh cốm và chè thì ông Nguyễn Văn Thể nhận số hàng đó là của ông thì báo chí và công an cũng không làm gì được. Không ai truy cứu một công dân gửi quà tặng qua đường hàng không mà đó là loại quà tặng hợp pháp. Và chuyện quà tặng là chuyện dài nhiều tập. Có người đã dùng lý do quà tặng mà đưa thành hối lộ. Như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng khoe, ông được tặng một vali hàng triệu đô la thì chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh trị giá hàng triệu đô la là quá rẻ. Chỉ chiếc ghế đại biểu Quốc hội không có quyền lực gì mà bà Châu Thị Thu Nga đã phải bỏ ra tới 1,5 triệu đô la để mua nó thì chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy là giá bao nhiêu? Đây sẽ là một con số rất khủng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể. Quà biếu có lồng đô la hay vàng trong đấy là cách thức mà các quan chức cộng sản thường hay dùng. Hối lộ cho ông sếp không được thì hối lộ cho vợ của sếp. Nói chung rất nhiều cách để hối lộ. Không biết ngoài những thứ như rượu vang, bánh cốm và chè thì trong đó còn có những thứ gì nữa mới là quan trọng. Nếu không có gì thì chẳng việc gì phải chối đến như vậy cả. Và Nguyễn Văn Thể có vấn đề. Nguyên tắc chuyện đúng thì sếp ký, còn chuyện sai thì lại đẩy cho cấp phó ký. Được biết trước đây, để bổ nhiệm Nguyễn Thanh Nghị từ hiệu phó trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Nguyễn Tấn Dũng lúc đó đã đẩy cho Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm. Cũng tương tự như vậy, muốn đưa nhận hối lộ thì Nguyễn Văn Thể không dạy gì tự tay ông chuyển, mà là sai thuộc cấp làm điều đó. Rồi bị phát giác thì đổ tội cho thuộc cấp là xong. Những toan tính đơn giản như vậy với một ông bộ trưởng đều rất có thể xảy ra. Và phản ứng trước rắc rối này của ông Nguyễn Văn Thể đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải trả lời truyền thông rằng ông Phạm Khắc Dũng đã mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để gửi hàng bằng máy bay và có dấu hiệu xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đây là hình ảnh hai chữ mạo danh đã được báo chí đặt trong ngoặc kép. Việc thanh minh này đã làm cho nhiều người đặt nghi ngờ rằng tại sao một nhân viên mà dám cả gan mạo danh tới bộ trưởng? Không có sự cho phép của ông bộ trưởng, không ai dám phạm vào sai lầm sơ đẳng đến như vậy. Với bạn bè, việc mạo danh còn không được phép, chứ nói gì đến bộ trưởng. Điều này làm cho người ta nghi ngờ rằng ông Nguyễn Văn Thể đã ném đá giấu tay. Nó tựa như hành động lập ra công ty định giá Amas của bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng là vậy. Bà Phượng lập công ty chỉ có vốn điều lệ là 3,8 tỷ đồng, nhưng định giá AVG lên tới 16.000 tỷ đồng. Khi vụ việc bị phanh phui, người đứng tên thành lập công ty ấy dính vào vòng lao lý, còn bà Phượng thì vô cảm. Theo luật sư Hoàng Tùng, văn phòng luật sư Trung Hòa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, Bộ luật dân sự vào năm 2015 đã bổ sung quy định về quyền về đời sống riêng tư, bên cạnh các nội dung về bí mật cá nhân và bí mật gia đình vốn đã được quy định trong Bộ luật dân sự vào năm 1995 và 2005 trước đó. Và dư luận đặt ra trong vụ này, phải chăng đây là đang đánh bùn sang ao? Tất nhiên không có manh mối nào có thể buộc tội ông Nguyễn Văn Thể. Nếu ông Nguyễn Văn Thể chối và đổ hết tội cho nhân viên dưới quyền ông, người ta sẽ gửi những kiện hàng đi xét nghiệm và cuối cùng phát hiện ra những gì trong đó thì quả thật người nhân viên phải chịu. Và việc ông Dũng đã sử dụng tên, thông tin cá nhân của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, theo các luật sư là có dấu hiệu của việc xâm phạm các quyền của người khác. Hiện nay, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ hướng này mạo danh ông Bộ trưởng Thể. Mà khi đã có hướng
công an điều tra theo hướng đó thì xem như Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vô can. Không biết bên trong những kiện hàng ấy có mang những hàng cấm loại gì hay không. Nếu mang hàng cấm thì vấn đề sẽ rất rắc rối nếu công an điều tra bắt người gửi những kiện hàng ấy. Như việc ông Dũng mạo danh Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ để giúp lô hàng thuận lợi trong quá trình vận chuyển thì hành vi này đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của ông Bộ trưởng Thể. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể có xu hướng đổ hết tội cho nhân viên dưới quyền. Như vậy, ông Dũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều khoản 1 điều 5 Nghị định số 167 với mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Ngoài ra, ông Dũng cũng có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của Nguyễn Văn Thể. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Điều quan trọng là nếu trường hợp lô hàng cán bộ văn phòng này gửi đi là hàng cấm hoặc hàng chưa đóng thuế thì hành vi vận chuyển lô hàng đã vi phạm vào quy định của pháp luật. Dùng tên tuổi của Bộ trưởng để gửi hàng là hành động dại dột đến mức một đứa trẻ cũng hiểu là không nên làm như vậy. Đấy là với người dân bình thường, chứ nói gì đến nhân viên dưới quyền. Nếu nhân viên dưới quyền mà dám chơi dại như vậy thì chắc chắn rằng người đó không muốn làm việc ở đây nữa. Và câu hỏi được đặt ra là liệu lô hàng đó có phải là hàng cấm hay không? Tất nhiên rượu là loại hàng lậu rất nhiều trên thị trường. Tuy nhiên rượu lậu thì không nhập chính ngạch nên rất dễ gặp rượu giả. Quan chức chính quyền họ thừa tiền, họ cũng thừa biết nếu mua rượu lậu tại Việt Nam thì nguy cơ gặp rượu giả là rất cao. Không đời nào họ dùng rượu lậu. Tuy nhiên, vì lô hàng vận chuyển là rượu nên công an phải xem xét hàng hóa có đóng thuế hay chưa. Họ xem xét nguồn gốc lô hàng này từ đâu tới, giá trị là bao nhiêu. Ông Dũng có cho biết về việc hàng này hay không và đóng thuế hay chưa. Trường hợp ông Dũng là người nhập lô rượu này mà không chịu đóng thuế thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 13 Thông tư 166 với mức phạt từ 1 đến 3 lần tính trên tiền số tiền trốn thuế đối với người phải nộp thuế. Trước đó, như đã đưa tin, một clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội về lô hàng gồm một số kiện được đóng trong các vỏ các thùng rượu chạy trên băng chuyển tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Bên ngoài ghi là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và người nhận là Mr. Mạnh với số điện thoại kèm theo. Đây là hình ảnh có ông Nguyễn Phú Trọng chống lưng dường như Nguyễn Văn Thể còn vững lắm. Nhân viên mạo danh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải gửi hàng có thể bị xử lý như thế nào? Hai vấn đề đã đặt ra cho người này. Và những kiện hàng trên băng chuyền sân bay Tân Sơn Nhất đã ghi tên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Vào tối ngày 7 tháng 5, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Đức Chí cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin và xác minh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải xin khẳng định lô hàng này không hề liên quan đến Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải thông tin người liên quan đến lô hàng trên là Phạm Khắc Dũng, một nhân viên hợp đồng của văn phòng Bộ. Theo Bộ Giao thông Vận tải, bước đầu qua tường trình lô hàng trên, ông Phạm Khắc Dũng cho biết vào sáng ngày 26 tháng 4 năm 2021, ông này có liên hệ nhờ một số mối quan hệ công tác tại sân bay Nội Bài để gửi lô hàng có nhiều loại hàng hóa khác nhau cho bạn tại Thành phố Hồ Chí Minh và người nhận có tên là Mạnh. Sau khi được làm các thủ tục tiếp nhận hàng hóa, ông Dũng đã dán thông tin Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lên các thùng hàng với suy nghĩ đơn giản, không lường hậu quả với mục đích để được hỗ trợ chuyển hàng nhanh trong quá trình tránh hư hỏng và quá trình vận chuyển. Hiện nay, Văn phòng Giao thông Vận tải đã cho nhân viên tạm dừng công việc ở đây và đang tiếp tục xác minh về thông tin theo tường trình, làm rõ hành vi động cơ của việc mạo danh Bộ trưởng này. Nếu đây là việc làm của ông Nguyễn Văn Thể thì có thể nói ông Thể đã chuẩn bị rất kỹ để tránh liên lụy. Đánh vào Nguyễn Văn Thể lần này xem là khó đối với thế lực Sài Gòn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lý Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin bị tấn công đòn hiểm, Nguyễn Văn Thể mang nhân viên quèn ra đỡ đạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.